Kính thưa quý vị, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác chuẩn bị cho bầu cử cũng như việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được thực hiện khẩn trương. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 2021. Đây là bước quan trọng trong hiệp thương bầu cử. Đây là hình ảnh hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nơi cư trú nhiệm kỳ 2021-2026 ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Tại hội nghị này, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với từng người ứng cử. Tôi nhận xét thì thấy bản lĩnh chính trị của hai đồng chí này rất vững vàng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Thể hiện là qua các nhiệm kỳ công tác như qua cái tiểu sử tóm tắt đó thì tôi thấy là các đồng chí này đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình ở các vị trí công tác tại địa phương. Tại địa phương, các đồng chí này liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và được lòng tín nhiệm của nhân dân. Đặc biệt là các đồng chí này rất là tham gia tốt các hoạt động cũng như đóng góp các quỹ mà hoạt động cho tại địa phương. Nhận xét về trình độ thì các đồng chí này có trình độ phù hợp để đảm nhận được công tác. Công tác sau khi được bầu làm đại biểu của Hội đồng Nhân dân, tôi nhận xét là qua những cái ý kiến của tôi thì nhận xét hai đồng chí này đủ điều kiện để ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dân tỉnh, một là Phạm Nhân Bốn, hai là Lê Đức Dùng. Nói chung là các cái ngày mà kỷ niệm mà ngày đại đoàn kết người dân hay hoặc là có cái ngày gì thì có mời phụ trách đại biểu này cũng phải về dự và vận động gia đình đóng góp các cái quỹ vì người nghèo, quỹ tình thương cấp huyện ở địa phương thì các hộ này các gia đình cũng đều đóng góp tham gia tốt các phong trào ở địa phương mà cái hoạt ở thị trấn này ra thì hai hộ mà với đại biểu này cũng đã được đóng góp tích cực. Tại địa bàn huyện Đức Huệ, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tổ chức đúng quy trình. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Huệ để ghi nhận ý kiến đánh giá nhận xét của trưởng phòng là ông Phạm Văn Lút về ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ năm 2021-2026. Xin chào ông, thưa ông thì đối với ứng cử viên là Võ Thị Quế Lâm thì không biết là ông có nhận xét và đánh giá gì ạ? Trong thời gian qua thì đồng chí Võ Thị Quế Lâm là được đào tạo bài bản, là được làm việc trong ngành đến nay là 19 năm. Cho nên là vấn đề chuyên môn là đồng chí cũng rất vững. Thời gian qua ngay chỗ đồng chí Quế Lâm thì cũng đáp ứng được cái yêu cầu công việc của cơ quan cũng như là vai trò tham mưu của huyện ủy, ủy ban dân huyện và nhất là cái chương trình là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cái con bò. Đặc biệt là đồng chí Quế Lâm cũng đã tham gia cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về cái đề tài trâu mu ra để mà lai tạo với lại trâu nái địa phương bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo. Thì đề tài này cũng đã được nghiệm thu cấp cơ sở và có khả năng là nhân rộng. Ở ngoài ra thì đồng chí cũng tham mưu trên cái lĩnh vực mà ngành được là cơ quan là giao phó rất tốt. Thì trong thời gian tới, hy vọng rằng là nếu đại biểu Võ Thị Quế Lâm được ứng cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thì sẽ tiếp tục tham mưu và phát huy hết những cái thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Cử tri với tinh thần và trách nhiệm cao luôn ý thức rõ bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân, đi bỏ phiếu để bầu ra người đại biểu của chính mình, góp phần thực hiện định hướng phát triển của địa phương là hành động hết sức ý nghĩa.
hết sức là quan tâm lo cho cái đời sống cơ sở vật chất, quan tâm là cái đối tượng, là cái câu chăm lo là đền ơn đáp nghĩa là quan trọng nhất. Thứ hai là ngày gì về người nghèo thì lúc nào cũng chăm lo cho ngày gì về nghèo. Thứ ba là tất cả những đó là cô chú bà anh chị có mang một cái gọi là cái bệnh ngặt nghèo thì đảng và nhà nước của địa bàn hết sức chăm lo. Đó là cái điều cái giống của là cái nhiệm kỳ 2021 và 2026 sẽ có một cái câu nữa về dưới tinh thần bà con là cái chương trình xóa đói giảm nghèo, thì cái chương trình cái hành động của quốc gia riêng bản thân và tất cả bà con cũng một cái kỳ vọng. Kính thưa quý vị, nối tiếp chương trình để cùng tìm hiểu rõ hơn về một số vấn đề xoay quanh công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú ở các huyện, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với ông Hồ Minh Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đức Huệ. Trước hết thì cảm ơn ông Hồ Minh Phương đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Ông cho biết là trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đức Huệ khóa 15 nhiệm kỳ năm 2021 năm 2026 đang được tiến hành trong giai đoạn nào ạ? Đối với huyện Đức Huệ hiện nay thì thực hiện 5 bước của quy trình hiệp thương theo quy định, thì huyện đang tiến hành thực hiện bước 4 là bước tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú. Huyện cũng đã xác định đây là một bước rất là quan trọng, vì thực hiện ở nội dung bước này thì hội nghị cử tri sẽ tập hợp những ý kiến đóng góp nè, rồi nhận xét của cử tri nơi cư trú, nhằm qua đó để thực sự chọn lựa những ứng cử viên tiêu biểu để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện ở nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa ông, thì như vậy thì trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026, thì Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Huệ thì có vai trò như thế nào ạ? Trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp của nhiệm kỳ 2021-2026, thì đối với Hội đồng Nhân dân của huyện Đức Huệ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện Đức Huệ đã đóng góp vai trò rất là quan trọng để góp phần triển khai thực hiện công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất. Cụ thể, đối với Hội đồng Nhân dân của huyện trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phối hợp để tổ chức các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, cụ thể hóa được về cơ cấu, dự kiến số lượng, thành phần tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện. Và qua đó, Hội đồng Nhân dân của huyện đã phối hợp thật tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện tổ chức các bước chặt chẽ, đảm bảo đúng theo quy trình. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện đã thực hiện tốt vai trò hướng dẫn đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, và làm tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban bầu cử của huyện Đức Huệ trong thực hiện quy trình các bước hiệp thương từ bước 1 đến giai đoạn bước 2 và chuẩn bị cho hiệp thương ở bước 3. Thì ở hội nghị hiệp thương bước 2 thì đối với huyện Đức Huệ đã dự kiến về cơ cấu ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện, thành phần là gồm có 60 ứng cử viên tham gia ứng cử ở nhiệm kỳ này. Và để tổ chức thực hiện tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là sẽ chốt lại còn 51 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện, thì các bước hiện nay đang được tiến hành rất là chu đáo, đảm bảo và chặt chẽ để lựa chọn những ứng cử viên thật sự là xứng đáng. Dạ thưa ông, thì bên cạnh vai trò của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Huệ, thì không biết là về các ngành khác thì đóng vai trò như thế nào ạ? Đối với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện đã phát huy tốt vai trò là thành viên của Ủy ban bầu cử của huyện, triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện được triển khai thực hiện. Ví dụ như là đối với tổ trưởng của 4 tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử của huyện hiện nay thì đã tích cực phối hợp với các ngành để triển khai những phần việc của từng nội dung, ví dụ như là tổ thông tin tuyên truyền, rồi tổ chuyên môn tổng hợp
rồi đối với tổ an ninh trật tự và tổ giải quyết khiếu nại tố cáo, là cơ cấu các đồng chí là trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện tốt trách nhiệm của mình, tham mưu tốt cho Ủy ban bầu cử của huyện trong triển khai thực hiện kế hoạch trong thời gian qua và sắp tới. Dạ thưa ông, thì ông có thể cho biết là sắp tới ở địa phương mình thì cái công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 năm 2026 thì cụ thể là như thế nào ạ? Sắp tới đối với Ủy ban bầu cử của huyện Đức Huệ thì đang tiếp tục rà soát về lịch sử chính trị của các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện và của xã của nhiệm kỳ 2021-2026, và sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt về số lượng nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện và xã, thì huyện sẽ tập trung để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các phần việc tiếp theo, đó là tập trung làm tốt những việc như là công tác thông tin tuyên truyền, rồi công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ tốt cho bầu cử, rồi công tác là đảm bảo về an ninh trật tự và những công việc rất là cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử của huyện sắp tới. Thưa ông, thì để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021, năm 2026 được diễn ra tốt đẹp, thì công tác về đảm bảo an ninh trật tự cũng như là giải quyết khiếu nại thì rất là quan trọng. Thì không biết là ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này? Nhằm đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026, thì huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác và các kế hoạch để đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Thì đối với huyện đã chỉ đạo cho bộ phận nội chính của huyện tiến hành rà soát và giải quyết những vấn đề về tranh chấp đất đai, những vấn đề còn khiếu nại kéo dài trên địa bàn huyện trong thời gian qua, để nhằm qua đó giải quyết tình hình ổn định nhằm phục vụ tốt cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Thưa ông, thì ông có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn trong cái khâu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 năm 2026 ạ? Huyện cũng đã xác định để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành như công an, quân sự, biên phòng có những phối hợp rất là chặt chẽ để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự ở trên tuyến biên giới. Và đối với bộ phận nội chính của huyện thì hiện nay đang tiến hành tham mưu cho huyện ủy để tiến hành rà soát rồi đề xuất phối hợp để giải quyết có hiệu quả những vấn đề khiếu nại nè, rồi là thắc mắc nè còn tồn tại ở trên địa bàn là lâu nay mà mình chưa được giải quyết dứt điểm. Thưa ông, thì xin ông chia sẻ thêm về một số cái khó khăn trong cái khâu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 năm 2026 ạ. Xác định là huyện biên giới, do đó thì hiện nay khó khăn của huyện đó là huyện phải tập trung nhiều nguồn lực để tập trung cho công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Huyện đã tập trung huy động các nguồn lực là công an, quân sự nè, đặc biệt là lực lượng biên phòng để phối hợp làm tốt công tác là chốt chặn, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời tình trạng là xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới. Và đó cũng là một trong những vấn đề rất quan trọng để đảm bảo thực hiện tốt công tác ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, phục vụ tốt cho công tác bầu cử sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông Hồ Minh Phương đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, với những thông tin cần thiết qua cuộc trao đổi vừa rồi, phần nào đã giúp cho quý vị khán giả nắm rõ hơn các thông tin cần thiết liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đức Huệ nhiệm kỳ 2021-2026. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.